Mến chào khán giả, hôm nay em có mặt tại dòng sông. Em quay xà lan cho khán giả cùng xem với em. Đây là những chiếc xà lan chở những thùng hàng container chạy về sông Long An các bạn. Vào chiều hôm nay nước lớn cho nên thuận nước những xà lan chạy về Long An. Xà lan rất là đẹp luôn. Đây là có một chiếc xà lan chở cát nè các bạn. Xà lan này lấy cát ở Bến Tre, bây giờ chạy về Long An nè. Xa có một chiếc ghe sắt chạy rất là lẹ luôn các bạn, chạy xoáy nước rất là đẹp. Đây có một chiếc xà lan chạy xoáy nước luôn các bạn, chạy rất là lẹ luôn. Đang chạy về dòng sông Vàm Kỳ Hôn. Ở đây thì một chiếc xà lan, những mẫu xà lan này chạy trên dòng sông Tiền Giang rất là nhiều luôn các bạn, chạy vào kênh Chợ Gạo. Xà lan này mới nước 26 các bạn. Và đây là một có một chiếc xà lan đang chạy về hướng Long An, chiếc xà lan của Vĩnh Long ơi các bạn.
Và đây có một chiếc tàu chở dầu chạy rất là lẹ luôn. Những chiếc tàu chở dầu này tuy nhỏ nhưng mà chạy rất là lẹ về Bến Tre này các bạn. Đây là có một chiếc xà lan chở cát về Long An các bạn. Có cái anh đứng trên xà lan xịt vô cát cho mát nữa. Xà lan chở cát này của Long An đang lấy cát rồi chạy về Long An. Ở đây có một chiếc xà lan rất là lớn luôn, nước 3,2 m các bạn. Cabin ngoài sao rất là đẹp luôn. Xà lan của Long An. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây.